đây là tôi. Còn đây là chồng tôi. Đây là căn phòng chúng tôi thuê từ khi mới cưới. Và chúng tôi đã suýt chia tay nhau vào ngày tròn 1 năm sau khi cưới. Tôi cũng không hiểu sao mình lại cưới một người như vậy. Một người chuyên ném đá vào cảm xúc của người khác. Ở thì dơ, ngủ thì ngáy, lại còn nhát như cái. Anh tắm đi rồi hả em? Ừ. Làm sao? Trong phòng tắm có con nhé. Vợ ơi, con chết chưa? Mà tóm lại, lớn đùng rồi, và nhiều lúc như trẻ con. Ngủ đây. Công việc của chồng tôi là suốt ngày vác máy đi quay phim. Lúc thì vào Nam, lúc lại ra Bắc. Mà tôi cũng chẳng phải là duy nhất với ông ý. Ông ý còn yêu thứ này chắc hơn cả tôi, vợ hai của ông ý. Kể ra thì mọi chuyện cũng chẳng sao, cho đến khi tôi có bầu. Giờ mới biết có bầu khổ thế, bị nghén, bị khó ăn đủ kiểu. Nhưng anh ấy có vẻ chẳng buồn để tâm. Rồi chẳng hiểu sao từ ngày tôi có bầu, anh ấy lại vắng nhà nhiều hơn. Tôi thèm ăn gì cũng phải tự gọi ship đồ ăn tới. Vợ ơi, đưa ra xe bò đi. Và điều kinh khủng nhất anh ấy có thể làm là đi công tác 1 tuần liền, họ không thèm hỏi ý kiến tôi. Ông chồng trẻ con nhưng tình cảm của tôi đâu rồi? Là do tôi thay đổi tâm tính, hay do chồng tôi thay đổi? Tôi bầu, anh ấy chán sao? $400 triệu. Em rút hết tiền tiết kiệm của hai vợ chồng ra để làm gì? Hiền quá, cũng là cái tội sao? Tôi đã ngu ngốc khi chịu đựng quá nhiều à? Bà ơi, anh có quà cho em này. Ngày vừa rồi anh đi đâu? Anh đi quay xa mà. Thế anh có biết hôm qua là ngày gì không? Anh tưởng hôm nay mới là... Anh đi đây, nhớ ra ngoài nhé. Vợ à, anh không biết có bầu lại khổ đến thế. Em chẳng ăn được gì, cũng chẳng tươi cười hay đùa nghịch với anh như trước nữa. Anh biết, lấy anh em cũng chẳng sung sướng gì. Mang tiếng là vợ nghệ sĩ mà tiền thì chẳng có mấy. Giờ em bầu bì, anh lại còn chẳng ở nhà quan tâm hay chăm sóc em. Anh có lên mạng search cách làm bà bầu dễ chịu hơn. Trong đó họ ghi không gian sống ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý của bà bầu. Cho nên anh đã quyết định. Tôi có 1 chìa khóa. Tôi có 1 cánh cửa. Chìa khóa mở cửa. Tè tè. Đây sẽ là ngôi nhà của chúng ta. Phòng khách này. Sướng quá. À, phòng ngủ của vợ chồng mình. Đây sẽ là giường của chúng ta. Đây sẽ là phòng của em bé.
khu nhà bếp nhé. Đầy đủ tiện nghi luôn. Đây, nhà vệ sinh không có nhện đâu. Có tận 2 nhà vệ sinh đấy, không phải tranh nhau mỗi sáng nữa. Tôi sắp được làm bố rồi ông ạ. Để tìm cách mua nhà thôi, chứ để vợ con sống nhà thuê thế này không ổn. Toàn anh đang cần thêm một quay phim gấp, đi một tuần lương khá, xem đi được không? Em đi được em. Anh bán rồi. Sao anh lại làm như thế? Vì em xứng đáng. Và vì con của chúng ta xứng đáng.